Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Sava High Speed XBet, một dòng xe mà rất được nhiều các bác ưa chuộng tại thị trường Việt Nam cũng như là được hỏi và mua rất nhiều tại cửa hàng em. Thì hôm nay em lại về một chiếc xe màu đen xám cho các bác xem. Một chiếc xe full carbon toàn phần từ khung đến cặp vành cao bản rồi ghi đông cổ phốt cọc yên, full carbon toàn phần. Và được chạy thêm một bộ set group Shimano 105 rất là cao cấp. Đấy, toàn bộ khung là carbon. Đấy, thì các bác mà xem kênh em lâu thì chắc chắn là không xa lạ gì với cái model xe này. Được về rất nhiều và được lòng rất nhiều các bác chơi xe. Thiết kế khung khí động học để cản gió giúp các bác di chuyển trên đường tốc độ tốt hơn này. Và bản rộng, rồi dây chạy âm sườn thiết kế rất là thời thượng. Model High Speed XBet Carbon Sport, Carbon Sport Series, full carbon toàn phần từ khung đến cọc yên, rồi ghi đông phốt tăng cổ phốt này, full carbon hết nguyên bản theo xe các bác nhé. Trang bị thêm cặp vành khoảng 5 phân, các bạn khoảng 5 phân cũng là carbon nguyên zin luôn. Thì toàn bộ chiếc xe này là được nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên zin hết 100% các bác nhé. Rất là đẹp. Mà như bi vòng cối lỗ, bánh trước bi vòng, bánh sau cối lỗ. Rất sâu sen. Yên physics. Yên này rất là xịn này, yên physics. Chạy một set group chuyển động Shimano 105. Từ đề chuyển số này rồi đến bộ líp, bộ líp 105 này, đề chuyển số, bộ líp rồi đề trước, đề đĩa này, rồi đùi đạp chụp rỗng, bộ phanh, phanh ba mảnh, rồi đến đôi tay lắc, full hết tất tật một set group Shimano 105. Set này là set 5 set 5008, 11 tầng líp và 2 tầng đĩa. Sơn si còn rất là đẹp. Do là đã qua quá trình sử dụng mà nó sẽ bãi lên là xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm thôi, chứ không có vết xước nào đáng kể cả. Ngoại hình còn rất là đẹp. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Thì khóa cọc yên thấy tâm cổ phốt cũng là 48 cm. Thì xe dành cho các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 đi phù hợp. Động rất mượt mà. Rồi 105, một loại sử dụng gọi là gần như là quốc dân rồi. Vừa giữ được độ cao cấp và cũng cực kỳ đẳng cấp, được sử dụng rất nhiều. Các bác tìm dùng rất nhiều cái dòng 105 này. Động xe lên rất là đẹp. Đó, cặp vành hiệu ứng của cặp vành rất đẹp các bác nhé. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 26.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác có đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã mua lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.